Xin kính chào tất cả quý anh chị, chào mừng anh chị trở lại với Ba Tư Văn. Và một mẫu Hyundai Elantra phiên bản 2.0 được sản xuất 2016 và bây giờ em nó chỉ có hơn 400 triệu đồng thôi. Thực sự thì những cái mẫu xe Hyundai Elantra nó được đánh giá là một cái chiếc xe đáng sử dụng nhất trong phân khúc hạng C. Nó vượt trội hoàn toàn so với lại Altis, so với Mazda, so với Cerato. Nó mang đầy đủ tất cả các công nghệ với phiên bản 2.0, nhưng mà cái độ cách âm chống ồn và hệ thống treo và quá trình sử dụng của chiếc xe này phải nói rằng nó đứng ở hàng đầu luôn. Chính vì thế cho nên mẫu Hyundai Elantra này nó luôn luôn bán chạy hàng đầu. Và bây giờ thời điểm này nó đã rất là rẻ rồi, chỉ còn có 420 triệu đồng với mẫu Hyundai Elantra 2016 phiên bản full kịch 2.0. Bản thân với những chiếc xe Hyundai thì được xe được trang bị đèn bi projector giải LED ban ngày. Xe thì mang biển 99 Bắc Ninh một chủ từ đầu. Xe thì bên showroom Ba Tư Văn thì luôn luôn cam kết với quý khách hàng đủ 3 tiêu chí. 1. Thân vỏ không đâm đụng, không ngập nước. 2. Đó là máy nguyên zin nguyên bản, không thủy kích, không bổ máy. Vâng anh chị nhá. Và thứ 3 đó là hồ sơ pháp lý sang tên đổi chủ hợp pháp, không tranh chấp, không kiện tụng. Và với phiên bản 2.0 thì anh chị thấy được là phía bên ngoài xe được trang bị đó là na răng phay và cảm biến trước sau anh chị nhé. Còn lại thì phía bên trong của phiên bản 2.0 thì xe được trang bị thêm đó là ghế điện và trang bị thêm phím cruise control đi ga tự động. Chiếc xe này cũng đã được bác chủ lên màn hình Android rồi để giải trí đa phương tiện, làm cái công nghệ mà cần thiết với thời điểm này. Đi một vòng quanh phía thân vỏ của chiếc xe Hyundai Elantra này thì anh chị sẽ thấy được là phía đèn sau của xe thì được trang bị đó là 3 giải LED 3 khoang với thiết kế những cái hạt LED siêu đẹp và siêu nổi trội, ban đêm rất là sáng và độ thẩm mỹ cao với 3 phim LED này. Đây là cái điều rất là nổi trội mà Hyundai Elantra mang lại cho người sử dụng về độ thẩm mỹ cao. Cảm biến phía trước phía sau đều đầy đủ rồi. Hyundai Elantra bản GLS. Và đây là một cái mẫu xe mà nếu như anh chị mà trải nghiệm thì nó sướng vô cùng luôn. Nó nằm chắc và khả năng cách âm chống ồn nó rất tốt. Với phiên bản 2.0 thì với thiết kế máy mô men xoắn thấp thì chiếc xe Hyundai Elantra thì nó lại rất là tiết kiệm anh chị ạ. Với mức tiêu nhiên liệu thì nó chỉ ở mức độ đó là 6-8 lít trên 100 km các loại đường khác nhau, chứ không tốn kém như anh chị tưởng tượng đâu. Nó tiết kiệm rất nhiều so với Cerato anh chị nhé. Và anh chị sẽ nhận thấy được là na răng phay 4 bánh ABS và na răng rất đẹp, một dàn lốp mới để anh chị yên tâm không phải về mất thêm tiền nữa. Màu đen thì nó cũng là một cái màu được khá nhiều những anh chị ưa chuộng, bởi vì nó là một cái màu mang lại cái sự may mắn cũng như là vẻ đẹp huyền bí sang trọng. Những cái chính khách thường rất là thích màu đen. Tất cả những cái viền thanh cửa đều được gấp bạc chrome, ngay cả cái phần đèn xi nhan cũng đã được ốp chrome ở phía bên trên tay gương, và tất cả các phím tay cửa cũng đã được ốp chrome, nhìn nó rất là sáng và thể hiện sự chăm chút của chủ nhân với chiếc xe này. Thì với phiên bản Hyundai Elantra thì nó được trang bị 2.0 thì được trang bị ghế điện ở hàng ghế lái anh chị nhé, điều chỉnh 10 hướng. Tất cả các bậc bệ lên xuống đều được bác chủ này ốp thêm cái phần niken để có thể chống chảy xước, và toàn bộ là những cái thanh cửa ở phía bên trên cũng đều được ốp thêm một cái thanh đồ chơi để cũng tránh chảy xước. Đây, toàn bộ táp ly cửa của xe là chất liệu nhựa da cao cấp cho nên là nó có khả năng cách âm chống ồn rất là tuyệt vời. Hệ thống loa âm thanh giải trí được trang bị vòng xung quanh xe với hệ thống là 8 loa giải trí anh chị nhé, tuyệt vời. Nói chung là với chiếc xe như thế này nó một phiên bản quá là tuyệt vời luôn. Xe được trang bị chế độ chống trơn trượt, cân bằng điện tử này. Đấy, và đây chị có thể nhận thấy được rằng là vô lăng thì được tích hợp khá nhiều những bàn phím chức năng. Đặc biệt phiên bản 2.0 thì nó sẽ được trang bị đó là phím cruise control đi ga tự động. Và chiếc xe này, vâng, chạy rất ít luôn, chỉ có 6.3 thôi. Chạy quá ít luôn anh chị ạ. Chiếc xe này phải nói là bác chủ bác ấy giữ gìn. Đây, mặt ghế da nó còn căng đét như thế này. Em đánh giá rất là cao về cái mặt ghế da của chiếc Hyundai Elantra này, bởi vì với mặt ghế da này thì nó sẽ cho cái cảm giác ngồi nó ôm và nó rất là mát, bởi vì nó được đục lỗ và đây là ghế da nguyên bản theo hãng nhá. Với chiếc xe chạy ít nó mới còn được cái chất lượng như thế này.
màn hình Android theo xe rồi các bác này. Bác chủ đã đáp thêm rồi. Để ấn nổ start stop điều hòa tự động hai vùng, hộp số tự động và có chế độ chống sấy sưởi ghế này anh chị nhé, làm mát ghế. Đấy, trang bị cho cả hai hàng ghế lái và ghế phụ. Thì các bác thấy được là với phiên bản này nó khá là nhiều những option đúng không ạ? Và cái cỗ máy 2.0 nó có độ mượt rất là cao. Đấy, nó có độ mượt rất là cao anh chị nhé. Chính vì thế cho nên là đi rất là sướng. Đấy, anh chị nhìn hàng ghế sau nó cũng rất là đẹp luôn đúng không ạ? Nó còn zin nguyên và đẹp chuẩn mực của hãng. Và đây anh chị nhìn này, cửa gió trang bị điều hòa phía sau này. Đấy, được trang bị điều hòa phía sau rồi. Và toàn bộ tất cả các chi tiết xe là còn nguyên zin và nguyên bản. Bên em thì luôn luôn bảo hành cam kết 1 năm cho anh chị sử dụng nhé, cho nên chị hoàn toàn yên tâm. Những cái phim LED khi mà em quay nó bị thích ứng ánh sáng, nó sẽ bị hơi nháy nháy. Còn lại ở bên ngoài thì nó sẽ không nháy anh chị nhé. Đây, với một phím bấm mở cửa, ta sẽ mở cái cốp này ra này. Và tất cả những cái chi tiết xe là còn nguyên bản, từ những cái phần đèn rồi đến cái phần góc cua của cái phần đinh bon của xe, và từ những cái tấm nỉ chắn phần phía cốp xe vẫn còn nguyên bản nguyên zin và đẹp, quá đẹp luôn đúng không ạ? Và quá đẹp luôn. Và đây, phần nỉ nót cốp này và lốp dự phòng này và những con ốc cốp ở phía sau vẫn còn zin và nguyên bản. Và đây các bác nhìn này, chất lượng xe rất là tuyệt đối. Lốp sơ cua còn nguyên chấm sơn nhà sản xuất này. Các bác thấy là còn chữ hạ này này. Các bác thấy được là cái chất lượng xe mà chạy vài vạn thì nó còn rất là tốt đúng không ạ? Rất là chuẩn mực và rất đẹp. Hệ thống cách âm chống ồn của cái phiên bản Hyundai Elantra nó vượt trội so với tất cả những chiếc xe mà cùng phân khúc. Nếu đi Mazda thì cảm giác nó sẽ hơi ồn, đi Gerato cũng ồn. Nhưng khi mà ngồi trên chiếc Hyundai Elantra thì toàn bộ tất cả những cái tiếng ồn đó, những cái cảm giác khó chịu đó nó sẽ biến mất. Chính vì thế cho nên là Hyundai Elantra nó luôn luôn là cái sự lựa chọn rất là hàng đầu của những quý khách hàng mà đã từng đi Hyundai Elantra rồi thì không thể quên được cái cảm giác này và sẽ không bao giờ thay thế được nó với tầm tiền mà anh chị lựa chọn đúng không ạ? Vâng, nó là nhất rồi và không có thằng nào có thể vượt trội được hơn được. Đó chính là cái đặc điểm mà nổi trội của cái phiên bản của cái dòng xe mẫu sedan phân khúc hạng C mà cái hãng Hyundai mang lại cho chúng ta. Anh chị nhìn là đèn bi projector cộng giải LED ban ngày, rất là thiết kế rất là đẹp, ống hút gió tự nhiên, cảm biến trước sau, đèn bi gầm ở phía dưới rất là đầy đủ và chi tiết cho anh chị. Và xe thì anh chị có thể nhận thấy được rằng là với khối động cơ đó là 2.0 hút 2.0 công nghệ DOHC đến từ Hàn Quốc thì cỗ máy này đã được kiểm nghiệm bằng thời gian rồi, nó cực kỳ là bền bỉ và di nguyên từ răng ràng cò luôn anh chị ạ. Đây, tất cả ốc chân máy là di nguyên. Máy 2.0 nổ nó rất là êm anh chị nhé, rất là êm. Nếu như dí sát vào chỉ nghe thấy tiếng máy rất là nhẹ nhàng, êm ái thôi. Và zin doang nguyên đấy anh chị nhé, zin doang nguyên, không có một chi tiết nào kém cả. Và tất cả là chuẩn mực và một chiếc xe mà bên em lựa chọn về bán rất là ưng ý cho quý khách hàng. Và quý khách hàng hoàn toàn yên tâm. Lát nữa đến phần gầm thì anh chị sẽ quan sát kỹ hơn về phần máy. Bởi vì với cái việc đó là nâng cầu lên kiểm tra thì hoàn toàn bên em có thể là kiểm tra một cách nó chuẩn mực chi tiết đến 100% với các sản phẩm chất lượng của bên em. Vậy thì rất là chi tiết với chiếc xe Hyundai Elantra 2016 phiên bản 2.0 full kịch đang được bày bán tại showroom Ba Tư Phan với mức giá công khai cho toàn bộ quý khách hàng đó là 420 triệu đồng. Nếu như anh chị nào quan tâm thì trực tiếp điện thoại cho em Dũng theo số hotline đó là 0964 834 834. Em Dũng xin chân thành cảm ơn và xin chào tạm biệt tất cả quý khách hàng. Và mong anh chị hãy lựa chọn những sản phẩm chất lượng tại những showroom uy tín và được bảo hành. Xin cảm ơn và xin chào tạm biệt. Vâng, và bây giờ ta sẽ tới phần gầm của chiếc xe Elantra 2016 phiên bản 2.0 này. Thì với showroom Ba Tư Phan thì anh chị sẽ thấy được rằng là cái việc kiểm tra nó vô cùng quan trọng. Bởi vì khi mà nâng cầu lên ấy thì ta sẽ nhìn được tất cả những cái chi tiết quan trọng nhất của một cái chiếc xe, đó là máy số. Và khi nâng lên thì ta sẽ kiểm tra được một cách chuẩn mực nhất. Và anh chị nhìn thấy những cái đường doang số nó đỏ tươi, đỏ hồng như thế này. Cái da mặt số nó rất là sáng và tươi. Và đây là một chiếc xe nó thật là chất luôn anh chị nhé. Ngay từ những cái con ốc chân máy nó chưa từng vặn mở này. Đấy, vậy thì khẳng định được rằng là phần máy số nó là zin tuyệt đối luôn.
Vậy thì với những chiếc xe mà đã nâng cầu kiểm tra như thế này thì nó phải chuẩn chỉ đến 99,99%. Chính vì thế cho nên là cái phần mà đảm bảo về chất lượng máy số zin cho anh chị đó là đảm bảo bằng tất cả các chi tiết cụ thể, chứ không bảo hành bằng mồm anh chị nhé. Bên em quay rất chi tiết. Và chính vì việc kiểm tra kỹ càng như thế này thì có nghĩa là đã làm một cái khâu đó là nhập hàng chuẩn, sau đó là bán ra cho anh chị một cách chuẩn mực nhất. Đây, tất cả những cái đường dòng máy, dòng số nó rất là sáng mà không hề có dầu mỡ gì cả. Và khi nâng cầu lên thì ta nhìn được các hệ thống sắt xi, là những cái phần đâm đụng đấy ạ. Thì ta nhìn được phần sắt xi nó nguyên zin như thế nào. Đó, thì có nghĩa là chiếc xe nó còn là nguyên bản và hoàn toàn là tuyệt đối là ok. Đây, hai đầu sắt xi đều zin anh chị nhé. Và thứ ba nữa đó là ta nhìn vào các phần chi tiết, đó là củ phanh, rô tin, rồi các những con chân ốc này nó còn nguyên bản chưa từng vặn mở. Ngay cả từ những con chân ốc bắt càng này nó còn nguyên chấm sơn nhà sản xuất. Vâng, phải nói rằng đây là một chiếc xe nó khá là xuất sắc. Và cũng thực sự rằng với dòng Hyundai Elantra nó là một cái phiên bản cực kỳ đáng đi. Với đời 2016 mà bây giờ chỉ có 420 triệu đồng thì thực sự nó là một cái mẫu xe rất đáng sử dụng thời điểm này. Đó, nó đã rẻ lắm rồi. Và phần mặt sàn anh chị nhìn này, sáng bóng. Hai phần tấm sàn được ốp bằng cái tấm nhựa để bảo vệ cái phần ốp sàn phía bên trên, tránh đất đá rồi các vật liệu có hại khi mà ta lăn bánh trên đường bắn lên, đúng không ạ? Và ông bông xả rất là sáng luôn. Và thực sự rằng ta sẽ đi về phía sau để có thể quan sát tiếp. Thì những phần thanh chắn phía sau cũng được bảo vệ bằng tấm nhựa anh chị nhé. Đấy, lốp còn dày cộp này, lốp dày cộp này. Và đây, tấm nhựa này, bảo vệ bằng tấm nhựa. Và những cái tấm sắt bảo, những cái tấm nhựa bảo vệ cái phần sắt xi phía đằng sau vẫn còn nguyên vẹn, chưa từng tháo mở. Thì anh chị cảm thấy là yên tâm. Và cái phần mặt đây là phần cua lốp này. Đấy, nó còn nguyên vẹn này. Và cái phần sắt xi anh chị nhìn thấy là quan sát được, đúng không ạ? Nó là nguyên vẹn, nguyên zin, không bị đâm trô, không bị tai nạn gì cả. Và khi nâng cầu lên chỉ này là nhìn nó quá là chi tiết rồi. Nó quá chi tiết rồi, đúng không ạ? Và anh chị hoàn toàn có thể yên tâm. Ông bô, ông sổ, ông xả sáng trưng. Tất cả các chi tiết mặt sàn của xe là chuẩn mực. Và vậy thì với showroom Ba Tư Văn là luôn luôn đưa những chiếc xe chuẩn chất lượng và có bảo hành cam kết bằng những cái chi tiết thực tế, kiểm tra đầu vào rất chi tiết và cẩn thận, đội ngũ anh em thợ rất là chuẩn mực để có thể mang tới cho khách hàng những chiếc xe mà tốt nhất có thể. Vâng, xe cũ có thể cũ theo thời gian, nhưng với chất lượng về máy là phải đảm bảo tuyệt đối an toàn. Đó là đủ 3 tiêu chí, đó là xe không đâm sô, tai nạn không thể kích, và máy móc phải nguyên zin nguyên bản, máy số phải zin anh chị nhé. Vâng, cảm ơn anh chị đã luôn luôn theo dõi và đồng hành cùng Ba Tư Văn. Em Dũng xin chào tạm biệt.